Ngày đầu năm chúng ta thích nghe những lời chúc tốt đẹp, thì đây là lời mà Chúa nhắc cho tôi quý vị nha. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Song Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Chúng ta cảm ơn Chúa. Cha ơi, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì sự yêu thương của Ngài, sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài luôn luôn đối với chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng con buổi chiều hôm nay họp nhau lại đây, để Chúa trong ngày Chúa Nhật đầu năm âm lịch, chúng con cảm ơn Chúa sự thương xót của Ngài cho chúng con cơ hội còn được sống còn cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa những phước lành mà Ngài ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa những nhu cầu mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con trong những ngày tháng đã qua. Cảm ơn Chúa về mọi sự sắm sẵn trong những ngày tháng sắp đến mà Ngài đã dành để cho chúng con. Lạy Chúa yêu dấu, trong giây phút này chúng con nói với Chúa, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài. Lạy Chúa yêu dấu, chúng con mời đón sự hiện diện của Thần Linh Ngài đến với chúng con trong giây phút này, giúp tất cả anh em chị em chúng con dâng lên sự ngợi khen, sự cảm tạ, sự thờ phượng và chúc tụng danh cao cả của Ngài. Lạy Chúa yêu dấu, như lời Ngài hứa, Ngài ngự đến với sự ngợi khen của dân sự Ngài. Chúa ơi, ngự đến đụng chạm đến mỗi tấm lòng chúng con, tâm trí chúng con, cảm xúc chúng con, và đem chúng con đến sự gần gũi Chúa luôn. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen, hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Người người cùng hát vang lời vui đón xuân, người người
người cùng vui, chúc nhau sẽ ta lên. Người người cùng hát, vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui, chúc nhau sẽ ta lên. Hallelujah, chúng ta hãy cùng chúc nhau xuân an lành. Hallelujah, cảm tạ Chúa. Trong danh của Chúa Giêsu, con công bố năm mới này sẽ được trong tay của Chúa. Hallelujah. Năm trong bốn, năm 2024 là thuộc về Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Con tin rằng chúng ta trong ngày rất là vui mừng để có Chúa Giêsu. Hallelujah. Và con tin rằng những anh chị em nào mới tới hội thánh sẽ được biết nguồn phước của chúng ta. Hallelujah. Sẽ biết nguồn phước, nguồn vui mừng của chúng ta. Hallelujah. Amen. Yeah. Amen. Cảm ơn Chúa. Năm 2023 qua đi thật là rất nhanh. Hallelujah. Dù có nhiều bóng tối, dù có nhiều bão gió, nhưng chúng ta đứng vững trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah.
Năm nay có nhiều phước hạnh mà con biết rằng năm nay cũng sẽ có nhiều sự cô đơn. Và con mong rằng trong anh chị em của chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa có ai biết đến Chúa, thì giây phút này, trong hôm nay, con xin mong ước rằng chúng ta có thể biết tới Chúa Giê-xu, hallelujah. Rồi chúng ta có được ngày phước hạnh, nhưng mà có được ngày không phước hạnh, thì chúng ta biết nơi nào để chúng ta có thể để niềm tin chúng ta, hallelujah. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa cho mùa xuân năm nay, Chúa ơi. Con cảm tạ Chúa cho những phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng con trong năm 2023, mà chúng con cảm tạ Chúa vì cho những ngày kiện tới đây nữa, Chúa ơi. Vì con tin rằng Chúa sẽ làm nhiều phước hơn trong hội thánh của chúng ta. Hallelujah. 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 Con cảm tạ Chúa. Chúa ơi, ngày hôm nay con xin Chúa không chỉ ở trong lúc chúng con thờ phượng mà thôi, Chúa ơi. Nhưng mà hôm nay con xin Chúa hãy chạm mỗi tấm lòng của anh chị em chúng con trong chỗ này, Chúa ơi, để tấm lòng của Chúa anh chị em chúng con mở ra để biết tới Chúa, Chúa ơi. Vì lời của Chúa nói rằng trong Ma-thi-ơ
lời của Chúa nói rằng về kẻ nào nghe và làm theo lời ta, phán đây thì giống như một người khôn ngoan kết nhà mình trên vỉnh đá. Hallelujah. Có mưa, có nước chảy, có gió lây, có sóng động, nhà ấy song không sập vì đã kết trên đá. Hallelujah. Trong năm 2024 này, con xin mời những anh chị em của chúng con mà đã chưa biết tới Chúa Giêsu, thì con xin mời anh chị em hãy mở lòng ra để nghe lời của Chúa hôm nay, để cho anh chị em có thể xây nhà của chúng ta trên vòng đá của Chúa. Hallelujah. Trong vòng đá của Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa cho ngày hôm nay. Chúa ơi, con xin Chúa hãy vận động trong phòng này. Chúa ơi, khi mục sư giảng lời thì những tấm lòng sẽ mở ra và nhận lời của Chúa. Chúa ơi, trong danh của Chúa Giêsu con cầu nguyện. Amen. Yeah. Chúng ta cùng đến trong giờ này để chúng ta dự tiệc thánh. We'll receive the communion today. Thật cảm ơn Chúa, ngày chúng ta họp lại đây, ngày thứ nhất đó là ngày mà chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ ngày thứ nhất đó là ngày Chúa phục sinh, nên chúng ta nhóm lại đó là nhắc lại cho chúng ta nhớ ngày Chúa phục sinh. Mỗi tuần lễ, we come here on the first day of the week to remember the day our Lord raised from the dead. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa, không phải chỉ Chúa đã từ cái chết sống lại, nhưng mà Ngài đã trả một cái giá rất là lớn. Mà Kinh Thánh Sứ đồ Phaolô nói rằng cái giá mà Ngài trả là rất lớn để chuộc chúng ta khỏi sự chết, quyền lực của ma quỷ, và ban cho có sự sống đời đời. Thank you, Lord, that the price, the really big price that Jesus had paid for us. Nên chúng ta luôn luôn được cơ hội nhắc nhở đến cái giá mà Chúa trả cho chúng ta qua sự chết của Ngài. Nên chúng ta luôn luôn đến trong bàn tiệc để nhắc nhở điều này. Như lời của Chúa cũng có nói, ấy vậy mỗi khi anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Cảm ơn Chúa. Just like the word of God say, whenever you eat this body and drink this cup, you do this in remembrance of me. Chúng ta cùng cầu nguyện trước khi chúng ta nhận lãnh tiệc thánh. Và khi chúng ta nhận lãnh tiệc thánh thì cũng có cơ hội anh em chị em đã sắm sẵn cho sự dâng hiến, thì chúng ta cũng làm công việc đó. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con cơ hội được nhắc đến giá mà Ngài trả cho chúng con. Lord, I thank you for today. Today we have a chance to remember the price that you have paid for us. Cảm ơn Chúa cho chúng con cơ hội được đến trong bàn tiệc của Ngài. I thank you, Lord, that we can come here to your table today. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con mời đón Ngài đến hà hơi trên của lễ này. Holy Spirit, we invite you to breathe upon this element. Để chúng con nhận lãnh và chúng con được hiệp thông với thân Ngài và huyết Ngài. That when we receive it, we will become one with you. Cảm ơn Chúa. Thank you. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Mời anh em trên chúng ta lên.
và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra và phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Ta cùng đón nhận. Jesus took the bread and broke it and said, do this in remembrance of me. Cũng một thế sau khi ăn bữa tối, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúng ta cùng nhận anh em chị. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, this is the cup of new covenant. Do this in remembrance of me. Chúng ta cùng cầu nguyện cho sự dâng hiến. Cha ơi, chúng con cảm ơn Cha mọi sự sắm sẵn mà Ngài ban cho chúng con trong cuộc sống tạm bợ này. Father in heaven, I thank you for all the provision that we have on our life, Lord. Cảm ơn Chúa đã ban cho công ăn việc làm cho đời sống anh em chị em chúng con. Lord, I thank you for your blessing upon the work of our hands, Lord. Cảm ơn Chúa lời hứa của Ngài đối với chúng con, mọi việc chúng con làm đều sẽ thịnh vượng. Thank you, Lord, for your promise that we will be blessed through our work, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta lấy cơ hội này chào nhau anh em chị em. Yeah. Please take this time, say Happy New Year to the neighbors. Yeah. Chúc mừng năm mới cho tất cả anh em chị em. Chúng ta chúc mừng năm mới cho nhau. Năm mới. Trong đó, cái lọc đó có lời chúc phước của Chúa. The blessing, one person, one envelope. One person, one envelope. Ta từ từ nha, không đủ cho mọi người hết á. Dạ, để chụp hình trước nha, mọi người chụp hình, chụp hình. Rồi. Rồi xin mọi người chút xíu nữa trở lại phía trước này, chúng ta sẽ chụp hình chung với nhau, đừng ai đi ra, đừng ai bỏ đi ra. Rồi sau đó chúng ta mới qua.